Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 5 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc bảng thi số 3 Hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023. Bảng thi số 3 vòng loại của hội thi này diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đến từ 19 đơn vị công an tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận, 5 tỉnh Tây Nguyên, Trường Đại học An ninh Nhân dân và Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân. Các cán bộ chiến sĩ của 19 đơn vị sẽ tham gia các nội dung thi võ thuật Công an Nhân dân với 4 nội dung kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn, phân thế bài võ, mai hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật Công an Nhân dân. Phần thi quân sự với 2 nội dung vượt vật cản và bắn súng quân dụng. Hội thi diễn ra 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 20, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk và trường bắn của Lữ đoàn Đặc công 198 Đắk Lắk. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa quyết định hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động. Theo đó, có 165 đoàn viên người lao động được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 165 triệu đồng. Năm 2022, tỉnh Hải Dương có hơn 26.000 lao động ở 14 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị cắt giảm việc làm, giãn việc, chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó ngành dệt may ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi trở lại. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Là trung tâm nuôi những loại cá nước lạnh vùng Tây Bắc, thế nhưng từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt khiến cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao của nhiều hộ dân tại thị xã Sapa bị chết, gây thiệt hại nặng nề. Nguồn nước ở con suối cạnh bể nuôi 2.000 con cá hồi của gia đình anh Trảo Xuân Tá ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nước đang cạn dần. Nước ít dẫn đến tình trạng thiếu oxy là nguyên nhân khiến cá chết mỗi ngày. Nhìn tài sản đang dần bị hao hụt mà không thể làm gì, anh Tá cho biết đã nuôi cá hồi nhiều năm nay, đây là năm đầu tiên tình trạng khô hạn kéo dài như vậy. Nuôi hai lứa xong cuối cùng không được con nào bán. Được rồi, là năm ngoái là cũng thả mất. Bắt 3.000 về cuối cùng là bị chết hết. Xong tiếp tục nữa là bắt 2.000 nữa rồi là cũng nắng kéo dài, không có nước lại chết hết rồi. Kinh tế chính bây giờ là vào đây rồi, nhưng mà cá chết thì gia đình mất thu nhập hết rồi, chả có gì nữa. Nước ít, người nuôi cá lại đông. Các hộ dân ở xã Chỉ Sơn khai thác nguồn nước theo kiểu mạnh ai người đó làm. Cùng với đó là thời tiết nắng nóng cục bộ xảy ra, làm nền nhiệt tại Sapa tăng mạnh, khiến hàng chục hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng, trong đó có những gia đình bị thiệt hại hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 1,5 tấn cá nước lạnh giá trị cao bị chết trong đợt nắng nóng vừa qua. Thứ nhất là do hạn hán, thứ hai là do nhiều hộ nuôi, tức là chung một cái đầu nguồn, để hộ kéo trên, hộ kéo dưới, thế là cũng không chia sẻ được. Nó dẫn đến cái tình trạng là thiếu nước. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là sẽ với những ngày nắng nóng này thì sẽ giảm cái lượng khẩu phần thức ăn của cá khoảng 50-60%, và đồng thời là sẽ tăng cường cái việc mà sục khí cũng như dùng các cái biện pháp để tăng oxy và giữ sạch cái môi trường nước. Một trong những điểm yếu của việc phát triển nghề nuôi cá nước lạnh tại Sapa, tỉnh Lào Cai là các cơ sở vẫn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên mà chưa đầu tư hệ thống lọc tuần hoàn hoặc có nguồn nước dự phòng để ứng phó khi hạn hán. Cùng với đó, các cơ sở sử dụng chung nguồn nước nên khi xảy ra ô nhiễm hoặc dịch bệnh thì đồng loạt các ao trong hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.